Chào mừng các bạn đã đến với bài tập thử thách trong ngày hôm nay của Mickey 3. Chủ đề trong ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành những động tác cân bằng trên đôi chân của mình. Tuy nhiên chúng ta sẽ kết hợp với tư thế để thực hiện tư thế backbend và vào một tư thế khá là thú vị, được gọi là tư thế vũ công, the dancer, giống như một vũ công ấy, rất là múa, dẻo dai và cần cả sự cân bằng nữa. Do vậy thì các bạn nhớ tập trung để ý trong bài tập ngày hôm nay nhé. Nào, chúng ta ngồi khoanh chân của mình, khoanh hai chân đến phần khởi động mà. Hai tay đặt lên đầu gối nào, thả lỏng hai vai. Chúng ta bắt đầu. Hít vào đẩy ngực lên, nâng cằm lên, đẩy căng ra cổ lên trên. Hở ra cuộn tròn người lại, gù lưng lại. Hít vào đẩy ngực lên, nâng ngực lên, nâng cằm lên. Thở ra, cuộn tròn người lại, gù lưng lại. Hít vào, đẩy ngực lên. Nâng cằm lên. Thở ra, cuộn tròn người lại, gù lưng lại. Hít vào, đẩy ngực lên. Nâng ngực lên, nâng cằm lên. Thở ra, cuộn tròn người lại, gù lưng lại. Lặp lại. Hít vào, đẩy ngực lên. Nâng cằm lên. Mím môi lại nhé. Thở ra, cuộn tròn người lại, gù lưng lại. Hít vào, đan tay trước mặt. Thở ra, vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Vươn tay về sau, đẩy ngực lên, kéo giãn toàn bộ phần vai. Hít vào, trùng tay, đan lại sau lưng. Thở ra, đẩy căng tay, đẩy ngực lên, nắm chặt tay lại, nâng cằm lên. Lặp lại. Hít vào, hai tay đan trước mặt. Thở ra, vươn lên, lật ngửa lòng bàn tay. Để căng tay đẩy ngược lên. Hít vào trùng tay, hai tay đan lại sau lưng. Thở ra, để căng lồng ngực về trước, nâng cằm lên. Một lần nữa, hít vào hai tay đan trước mặt. Thở ra vươn, lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Hít vào trùng tay, tay đan lại sau lưng. Thở ra, đẩy căng ngực về trước, nâng cằm lên. Từ từ buông tay, tay phải chống ra bên ngoài. Hít vào tay trái vươn lên, giữ thẳng lưng. Thở ra nghiêng đầu sang bên trái. Đẩy ngực lên. Hít thở chậm. Kéo giãn toàn bộ phần vai bên phải. Thả lỏng bắp tay bên phải. Thả lỏng trán. Hít thở chậm lại. Tay bên trái chỉ hơi kéo nhẹ một chút thôi nhé. Đổi bên. Hít vào, hạ tay trái xuống. Tay bên phải vươn lên. Thật ra nghiêng đầu sang bên phải. Đẩy ngược lên. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Và thả lỏng mềm vai bên trái. Để độ kéo căng giãn mềm nhiều hơn. Nào, đẩy ngược lên. Đẩy ngược lên. Từ từ buông tay. Hít vào, hai tay ra ngang, thẳng lưng. Thật ra nghiêng người sang bên trái. Để căng tay phải bên trên. Nào, áp chạm mông xuống thảm nhé. Không nghiêng mông nữa. Hít vào, nâng lên. Đẩy ngực lên. Thật ra nghiêng sang bên phải.
kéo giãn sườn bên trái. Tiếp tục nào. Hít vào nâng lên, tay ra ngang vừa lên. Thở ra nghiêng sang bên trái. Để căng tay phải. Hít vào nâng lên, tay trái vươn lên, đẩy ngược lên, thở ra nghiêng sang bên phải, đẩy căng tay. Tiếp tục, hít vào, tay ra ngang vươn lên, thở ra nghiêng sang bên trái. Hít vào, hai tay ra ngang vươn lên, là tay trái vươn lên thẳng lưng, thở ra nghiêng sang bên phải, để căng tay trái, xoay vai lên trên. Từ từ nâng lên, hạ tay xuống, xoay người sang bên trái hoặc bên phải. Chống tay xuống thảm, cánh tay vuông góc với sàn. Hít vào, hạ vong lưng, nén thở nhấc cao vai. Đẩy cao vai, ngẩng đầu lên. Thở ra cuộn tròn người lại. Hít vào, hạ vong lưng. Nhấc cao vai. Thở ra cuộn tròn người lại, gù lưng lại. Hít vào, hạ vong lưng. Nhấc cao vai lên. Thở ra, cuộn tròn người lại, gù lưng lại. Tấm ván. Hít vào, nâng hai gối lên, từ đây tấm ván. Tấm ván. Thở ra, hạ vong lưng với tư thế con rắn. Là duỗi mũi chân ra cho nhẹ hơn. Đẩy ngược về trước. Hít vào, gật đầu lại. Dừng bàn chân lên. Nâng lên. Thở ra, để cao mông lên, hai bàn chân song song. Giữ nguyên hít thở chậm. Giữ nguyên hít thở chậm. Là đẩy cao mông lên, hai bàn chân song song, cách rộng bằng hông. Đẩy cao mông lên nhé, đẩy cao mông lên nhé. Trang lý liềm. Hít vào, bước chân bên trái lên và giữa hai bàn tay. Hạ gối phải xuống, duỗi mũi bàn chân phải. Thở ra, hai tay đặt lên đầu gối. Hạ thấp mông xuống. Tập trung kéo giãn toàn bộ mặt đùi chân bên phải. Cẳng chân trái của chúng ta vuông góc với sàn. Điều chỉnh bàn chân, thấp mông xuống. Ai đau gối thì chuẩn bị khăn hoặc bó gối thì chúng ta trang bị vào. Nói chung ở nhà mình tập luyện có cái dụng cụ gì mọi người mang hết bên cạnh cho tiện. Vòng viếc bóng, biếc, gạch, dây. Hơi chống tay phải xuống, xoay mũi chân trái ra bên ngoài một góc 45 độ. Tiếp tục hạ thấp mông thì kéo giãn mặt đùi chân phải. Đẩy ngược lên. Đẩy ngược lên. Hít thở chậm. Tập trung kéo giãn mặt đùi. Ngày nay mình sẽ tập khá nhiều động tác liên quan đến mặt đùi. Vừa kéo giãn và vừa siết cơ. Hạ chống tay trái xuống. Hạ hai khuỷu tay xuống. Hạ thấp mông. Đẩy ngược lên. Nếu có thể thì dựng bàn chân phải lên, bàn chân đằng sau đấy, đằng sau ấy. Sau đó nâng tiếp gối phải lên. Dự tính, không bắt buộc nhé. Nếu ai cảm thấy khó thì chúng ta hạ gối xuống. Còn muốn căng hơn thì nâng gối lên. Rồi chống tay xuống thảm, đẩy thẳng tay lên. Tấm ván nào. Hít vào, gồng cơ bụng. Rút chân trái về sau. Tấm ván. Thở ra. Từ đây em rắn. Giữ mũi chân. Đẩy ngược lên.
Hít vào, gật lại, dựng bàn chân. Nâng lên từ để cho dưới mình. Hai bàn chân song song, ghi gót chân xuống thảm. Và để cao mông lên, để kéo giãn toàn bộ cột sống. Giữ nguyên động tác, hít thở chậm. Hít thở chậm. Để cao mông. Giữ căng cánh tay. Đổi chân nào. Hít vào, bước chân bên phải lên và giữa hai bàn tay. Hạ gối trái xuống dưới mũi bàn chân. Thở ra, hai tay đặt lên gầu gối chân phải. Và hạ thấp mông xuống. Các động tác mà kéo giãn mặt đùi, chúng ta lưu ý là mình xoay cái mặt đùi của mình ấy, nó hướng thẳng xuống thảm nhé. Đừng xoay chéo ra ngoài là các bạn hay bị đau lưng. Mình úp cái hông xuống, úp cái mặt đùi xuống. Nhìn thẳng về trước. Chống tay trái xuống thảm, sát mặt thảm bên trái. Xoay bàn chân phải, xoay bên phải một góc 45 độ. Hạ thấp mông xuống. Chú ý là 45 độ nhé, cái bàn chân phải đấy. So với cái hướng thẳng về phía trước. Đẩy ngược lên. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Nó đẩy ngược lên. Hạ kiểu tay phải xuống. Hạ thấp người xuống. Chú ý cái động tác khi ba không nhắc nhịp hít thở thì các bạn chủ động hít thở chậm nhé. Chứ những động tác kiểu lặp đi lặp lại mỗi bên ấy, thì mình sẽ hô khẩu lệnh. Còn không chúng ta chủ động là cứ nhớ là cứ tư thế kéo giãn thì đa phần là hít thở chậm thôi. Đặc biệt động tác giữ. Rồi để thẳng tay lên. Thẳng nhích chân phải vào giữa thảm nào. Dựng mặt chân trái lên. Bước lên. Hít vào, bước chân trái lên, chụm sát hai chân. Rút cao tay lên gối, chỉnh thẳng cột sống lưng. Nào thật thẳng, kéo cao mông lên. Thở ra, gập người xuống, áp người gần vào chân. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay. Cúi hẳn đầu xuống, thả lỏng mềm vai ra. Thở ra, từ đấy tay chân. Chống ngón tay ngang ngón chân. Chỉnh thẳng cột sống lưng. Hít vào, đứng lên. Hai tay dang ngang vươn lên. Bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực. Ngón tay cao ngang với cằm. Hít thở chậm lại. Thả lỏng vai. Thả lỏng cổ. Thả lỏng trán. Chúng ta thực hiện bến thở biến thể của bài Chào Mặt Trời A nhé, biến thể Trăng Lĩnh Điểm. Hít vào, hạ tay xuống. Hai tay dang ngang vươn lên, chụm sát chân lại nếu có thể. Thở ra, vươn dài người về trước. Gập người xuống. Áp người gần vào chân. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay. Cúi hẳn đầu xuống, thả lỏng vai. Thở ra, tư thế tay chân, chống ngón tay ngang ngón chân, chỉnh thẳng cột sống lưng. Hít vào, chùm gối, bước lùi xa chân trái về sau. Hạ gối trái xuống, duỗi mũi bàn chân trái. Thở ra, nâng người lên. Chúng ta xoay úp mặt đùi chân trái xuống thảm nhé. Bạn hơi đẩy gối vào trong một chút, thấp mông xuống. Hít vào, hai tay vươn về phía trước. Nén thở, tay vượt qua đầu. Vươn về sau, thấp mông xuống nào. Nếu ngả sau bạn gồng bụng lại nhé. Hạ tay xuống, thở ra. Cái cảm giác là kéo giãn hết phần thân trước. Dựng bàn chân trái lên. Hít vào, tầm ván, gồng bụng. Bước lùi chân phải. Nào giữ chắc tay đã. Thở ra, thử đẩy gân rắn. Hạ vóc lưng, đẩy lồng ngực về trước. Duỗi hoặc dựng chân đều được.
Hít vào, gập đầu lại. Siết cơ bụng. Nâng lên tư thế chó giữ mình. Thở ra, hai bàn chân song song. Nếu có thể, hãy ghi gót chân xuống thảm. Đổi chân. Hít vào, bước chân trái lên và giữa hai bàn tay. Chân trái nhá. Hạ gối phải xuống, duỗi mũi bàn chân phải. Thở ra, nâng người lên. Thả thấp mông xuống nào. Hít vào, hai tay vươn về trước. Nén thở, ướt ngả, tay vượt qua đầu. Hạ tay xuống. Thở ra, dựng bàn chân phải lên. Bước lên. Hít vào, bước chân phải lên, chụm sát hai chân. Nào rút cao, tay lên gối, chỉnh dài cột sống lưng. Thở ra, gập người xuống, áp sâu người xuống. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay. Cúi hẳn đầu xuống, thả lỏng vai. Thở ra, tư thế tay chân, chống ngón tay ngang ngón chân, đẩy thẳng cột sống lưng. Đứng lên. Hít vào, đứng lên. Hai tay sang ngang, vươn lên. Bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực, ngón tay cao ngang với cằm. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại. Lặp lại. Hít vào, hạ tay xuống. Tay ra ngang, ngang vai, ngửa lòng bàn tay. Tiếp tục vươn. Thở ra, vươn dài về trước. Áp sâu người xuống. Nào giữ thẳng chân nhé, hướng trán về phía cổ chân. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay. Thả lỏng mềm người ra. Nào tay không chạm thảm đâu, nâng cao lên một chút. Thở ra, tư thế tay chân, chống ngón tay ngang ngón chân, chỉnh thẳng cột sống lưng. Trang lưỡi liềm. Hít vào, trùng gối, bước lùi xa chân trái về sau. Hạ gối trái xuống, duỗi mũi bàn chân. Thở ra, nâng người lên, thấp mông xuống nào. Thấp mông xuống. Hít vào, hai tay vươn về trước. Nén thở, vươn ngả về sau. Thấp mông xuống, ướn ngược lên. Hạ tay xuống. Thở ra. Bạn muốn căng hơn thì bạn vươn nhiều tay về sau nhé. Hít vào, dừng bàn chân trái. Tầm ván. Gồng cơ bụng. Nào giữ chắc ngón tay nào. Nhớ nguyên tắc bàn tay. Hai ngón trỏ song song. Thở ra. Thì để con rắn. Để căng lồng ngực về trước. Nhấc cao vai lên. Hít vào, gật đầu lại. Dừng bàn chân. Siết cơ bụng. Nâng lên. Thở ra. Để cao mông. Nào nếu có thể chúng ta ghì gót chân xuống. Đổi chân. Hít vào, bước chân bên trái lên và giữa hai bàn tay. Hạ gối phải xuống. Thở ra, nâng người lên. Thấp mông xuống. Thấp mông xuống. Kéo giãn mặt đùi. Hít vào, hai tay vươn. Nào tay sát gần nhau. Tay sát gần nhau. Nén thở. Vượt qua đầu. Nếu ai đau lưng chúng ta nhớ không cần ngả nhiều đâu nhé. Hạ tay xuống. Thở ra. Dựng chân phải. Bước lên. Hít vào, bước chân phải lên. Chụp sát hai chân. Rút cao, tay lên gối. Chỉnh thẳng nào, chỉnh thẳng. Thở ra, gập sâu người xuống. Kéo sâu người xuống. Hít vào, buông, thả lỏng hai tay. Cúi hẳn đầu xuống. Thả lỏng mềm người ra. Thở ra, tư thế tay chân, chống ngón tay ngang ngón chân, chỉnh thẳng cột sống lưng. Đứng lên. Hít vào, đứng lên. Hai tay ra ngang, vươn lên.
cánh tay song song. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực, ngón tay cao ngang với cằm. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại. Lặp lại. Hít vào hạ tay xuống. Tay ra ngang vươn lên. Đẩy ngực lên. Thở ra, vươn dài người về trước. Gập người xuống. Áp sâu người xuống. Hít vào buông thả lỏng hai tay. Cúi hẳn đầu xuống. Thở ra, tư thế tay chân, chống ngón tay ngang ngón chân, nào chỉnh dài cột sống lưng ra. Trang lưỡi liềm, hít vào chùm gối, lùi xa chân trái. Hạ gối trái xuống. Thở ra, nâng người lên, thấp mông xuống. Hít vào hai tay vươn, nén thở, gồng bụng, thấp mông, ngả sau. Hạ tay xuống, thở ra chống tay xuống thảm, dựng mặt chân trái lên. Hít vào tầm ván, gồng chắc bàn tay, rút chân phải. Nào giữ tĩnh tầm ván một chút. Thở ra, tư thế con rắn, đẩy căng lồng ngực về trước. Trùng nhẹ khuỷu tay, đẩy ngực lên. Hít vào gọt đầu lại, siết cơ bụng. Nâng mông lên. Thở ra để cao mông, hai bàn chân song song. Ngả để cao mông lên. Đổi chân. Hít vào bước chân bên trái lên và giữa hai bàn tay. Hạ gối phải xuống. Giữ mũi chân phải. Thở ra nâng người lên, thấp mông xuống, thấp mông xuống. Ép mặt đùi xuống. Hít vào hai tay vươn về trước. Tay gần nhau nào. Nén thở, gồng bụng, tay vượt qua đầu. Hạ tay xuống, thở ra. Bước lên. Hít vào bước chân phải lên. Chụp sát hai chân, rút cao tay lên gối. Chỉnh thẳng cột sống lưng. Thở ra, áp sâu người xuống, hướng trán về phía cổ chân. Hít vào buông thả lỏng hai tay. Thả lỏng mềm người ra. Thở ra, tư thế tay chân, chống ngón tay ngang ngón chân. Chỉnh thẳng cột sống lưng. Đứng lên. Hít vào đứng lên. Hai tay ra ngang vươn lên. Đẩy ngực lên. Thở ra, hai tay chắp lại trước ngực. Ngón tay cao ngang với cằm. Hít thở chậm lại. Thả lỏng hai vai. Thả lỏng trán. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Tư thế mạnh mẽ. Hít vào hạ tay xuống. Tay lại ra ngang vươn lên. Bàn tay hướng vào nhau. Chùm gối xuống. Chùm gối xuống. Hơi đẩy mông về sau, đổi nhau người về trước. Từ từ thở ra vươn tay về sau, đẩy ngực về trước, nhìn thẳng. Giữ nguyên hít thở sâu. Tập trung vào đốt sống ngực, nào tập trung đốt sống ngực để đẩy lồng ngực về trước. Bằng cách vươn cả tay về sau. Hít vào đứng lên, siết cơ bụng đứng lên. Thở ra vươn dài. Gập sâu người xuống, hai tay giữ cái cổ chân. Giữ nguyên hít thở sâu. Hít thở sâu hơi. Mỗi lần thở chúng ta chìm sâu người xuống. Hãy lưu ý thả lỏng phần vai ra. Thả lỏng vai. Thả lỏng thắt lưng. Bằng cách thở chậm thôi, thả lỏng thắt lưng.
cái gối chúng ta không bị trùng lại nhé. Nếu trùng nghĩa là biểu hiện bạn rất là căng, bạn đau, thì bạn sẽ thực hiện biến thể đó là nhả xa người ra và cố thẳng cái cột sống lưng của mình. Không nhất thiết cứ phải gập sâu xuống, tùy theo độ dẻo mỗi người. Rồi từ từ buông tay ra khỏi chân. Là buông tay ra, buông tay ra. Tay không chạm thảm. Hít thở chậm. Thở lỏng vai. Thở lỏng cổ. Là thở lỏng vai ra. Cái tay của bạn nó sẽ cảm giác như nó hơi dài ra một chút. Hít thở chậm. Nào, tiếp tục nào. Hít vào, trùng gối. Bước lùi xa, chân trái về sau. Hạ gối xuống, dưới mu bàn chân. Thở ra, hai tay lại đặt lên đầu gối. Đè hông. Tập trung vào mặt đùi nhé. Tập trung vào mặt đùi. Hạ thấp 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 mông xuống. Chú ý, cái động tác mà liên quan phần đùi ấy, đôi khi các bạn thì cảm thấy mình hơi bị ưỡn võng lưng về phía trước không? Thì có thể nó sẽ gây đau lưng cho bạn. Bạn hơi siết nhẹ cơ bụng lại chút. Hơi siết nhẹ. Thường bạn sẽ bị võng như này đâu. Đầy đầy kiểu ngực này. Đấy thì bạn hơi siết cơ bụng chút. Siết cơ bụng lại. Để cái độ võng lưng nó ít đi một chút. Đầu gối đẩy vào trong. Hơi siết nhẹ cơ bụng lại chút. Thì là vừa là giãn mạnh hơn và là an toàn cho cái phần lưng chúng ta. Có sự logic liên quan đến phần bụng và lưng mà. Cơ bụng siết lại thì gia cố toàn bộ phần lưng. Hồi tay trái chống xuống thảm đi ạ. Sát mép thảm bên trái. Xoay bàn chân phải sang bên phải một góc 45 độ. Tiếp tục hạ thấp mông xuống. Hạ thấp mông xuống. Đẩy ngực lên. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Lưu ý động tác tiếp theo. Động tác tiếp theo thì tùy vào khả năng mỗi người nhé. Một là bạn giữ nguyên. Nếu bạn đang gặp vấn đề về gối, về lưng gì đó, gối bạn bị yếu thì bạn giữ nguyên động tác này cho Kim Ba. Còn nếu có thể thì bạn sẽ vươn tay phải lên và ưỡn ngực lên, nhưng nhớ là thấp mông xuống. Hoặc nghe rõ này, một là đặt tay lên gối, hai căng hơn vươn tay, ba rất căng là tay phải đi về sau giữ bàn chân. Lưu ý không bắt buộc, đặc biệt với những ai gặp vấn đề về gối. Dạ. Đẩy ngược lên. Đẩy ngược lên. Không bắt buộc nhé. Động tác này sẽ tương đối khó. Dành cho những ai mà không gặp vấn đề gì là tốt rồi đấy. Nhắc rồi ấy nhé. Mấy cô lớn tuổi kia cứ làm theo thì đau hết người. Nó phải độ dẻo của mình nó phù hợp cơ. Rồi buông ra từ từ này. Ai đang giữ tay buông ra từ từ. Chống tay xuống thảm đã. Hít thở sâu vài hơi đã. Rồi tư thế chó dưới mình. Hít vào dựng bàn chân trái lên. Gồng cơ bụng đã. Bước lùi chân phải về sau. Hai bàn chân song song. Thở ra để cao mông. Để cao mông. Gồng chắc bàn tay. Kéo giãn toàn bộ sống lưng. Hít thở chậm. Hạ hai gối xuống thảm. Hạ hai gối xuống thảm. Tư thế con mèo. Nằm chậm này. Hít vào. Hạ võng lưng trượt hai tay về phía trước. Trượt hai tay về phía trước. Thở ra vươn dài tay. Chạm cằm. Chạm ngực xuống thảm. Trong trường hợp cái ngực của bạn không chạm xuống thảm giống như Kim Ba này. Thì bạn sẽ lùi gối về sau. Cứ lùi gối về sau. Đấy, thậm chí hơi cong cong một chút này cũng được. Trong trường hợp chúng ta cảm thấy hơi khó chịu ở vùng cổ thì hãy cúi đầu xuống. Đây là mức cơ bản nhé. Muốn lên cao hơn thì cái bắp đùi chúng ta nó sẽ vuông góc với sàn. Rồi truyền người về trước. Nằm xuống nào. Nằm xuống. Khoanh tay lại một chút ạ. Hít thở sâu hơi. Hít thở sâu hơi. Tiếp tục, tư thế ấn rắn, trùng sát hai chân lại.
Hít vào kéo sâu tay xuống ngang với nách. Gồng cái lưng đẩy lên. Đẩy ngược lên. Gật đầu lại, siết cơ bụng lại, tư thế chó giữ mình. Thở ra để cao mông. Hai bàn chân bây giờ áp sát gần vào nhau. Tách đều ngón tay và đẩy cao mông. Hít thở chậm. Lưu ý, ở các động tác kéo giãn thì đa phần chúng ta sẽ hít thở chậm thôi. Nếu bạn làm tốt hơn thì hãy ghi gót chân xuống. Làm tốt hơn nữa thì vừa ghi gót chân vừa nâng các đầu ngón chân lên. Làm đổi bên nào. Hít vào bước chân trái lên để hông. Hạ gối phải xuống. Là hai tay đặt lên đầu gối chân trái. Thật ra giữ. Để vào được tư thế vũ công thì các bạn thấy là đây là động tác uốn dẻo, uốn ngửa về sau. Thì cái phần mặt đùi này là cái phần mà hay thiếu nhất. Để tập được tư thế bồ câu này, tư thế bánh xe gì đó chẳng hạn này, thì chúng ta hay bị thiếu cái mặt đùi này. Thường chúng ta cứ nghĩ là dẻo lưng, nhưng lưng là một phần thôi. Nhưng đa phần mọi người hay bị suy yếu cái phần cơ đùi này. Chúng ta đi lại linh hoạt, nó thiếu linh hoạt. Nên là cơ đùi của mình nó dẻo hơn thì các bạn động tác ngả sau nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Tất nhiên nó cũng hỗ trợ cho cái hoạt động đi lại hàng ngày chúng ta. Và chân mình không chỉ là khỏe mà còn dẻo linh hoạt nữa. Thì nó hỗ trợ là cấu trúc ở bên trên. Rồi, chống tay phải xuống thảm, sát cái thảm bên phải. Xoay bàn chân trái sang bên trái một góc 45 độ. Tiếp tục hạ thấp mông. Và đẩy ngược lên. Nhớ nhất cái ba sẽ hướng dẫn một động tác ấy. Thì có nhiều cách khác nhau để thực hiện. Thì chúng ta phải nhớ chọn cái cách phù hợp với mình. Cái nào động tác mà tớ bảo là bị cái này thì nên hạn chế cái này thì các bạn nên lắng nghe theo nhá. Thì sau quá nhiều năm thực hiện rồi, nếu mà chúng ta cố tình thực hiện theo thì nó chẳng cần thiết. Cái cơ thể mỗi người, cái người kia trồng chuối được đấy là việc của họ, chẳng liên quan gì đến mình. Mình cứ thực hành theo cái thể lực của mình thôi, mình đo lường bởi cái sức của mình thôi. Chứ không phải cứ thấy người trẻ người ta làm được, mình làm được, làm theo thì cũng chả là được, chẳng cần thiết cái gì cả. Rồi, giữ nguyên. Hoặc tay trái vươn lên. Hoặc co chân phải về sau. Với trường hợp bạn thực sự là bạn thực hành rất là tốt, không gặp vấn đề gì về gối, lưng của bạn ok, thì tay chúng ta đưa về sau. Và cảm nhận nếu mà đầu gối chúng ta cảm thấy rất là buốt hoặc là căng, tức, thì bạn nhớ phải giảm bớt đi cái độ căng đi. Thậm chí chỉ sờ tay được tới chân như này đã tuyệt vời lắm rồi. Đi tiếp phần lưng. Lưng bạn không bị võng quá nhiều. Nhiều trường hợp bị võng lưng nhiều quá thì sẽ bị đau lưng. Rồi chúng ta hơi ưỡn ngược lên chút để giảm bớt độ cong của lưng. Hoặc bạn nhả xa ra. Không bắt buộc nhá. Lưu ý Kim Ba nói là không bắt buộc là không bắt buộc thôi. Nhưng tay bạn có thể đặt lên gối như này cho nhàn. Rồi hạ xuống. Hạ xuống. Hít thở sâu vài hơi đã. Hít thở sâu vài hơi đã. Cái nhóm cơ ở mặt đùi ấy thì các bạn kéo động tác vừa rồi tay và chân đúng không? Cả thấy buốt hết mặt đùi. Nhưng mà quan trọng nhất ấy thì khi cái bó cơ nó tiến về phía gối thì nó nhỏ lại. Các sợi dây cơ nó nhỏ lại thì cái chấn thương nó xảy ra là hay bị chảy xa, nó hay bị chấn thương ở các cái vị trí đầu khớp, phía đầu khớp. Nên là đôi khi mình cảm thấy đau ở bụng mặt đùi, nhưng mà đôi khi chấn thương rồi chúng ta là không biết. Nên do vậy khi tập mình nhớ phải cảm nhận là nếu cảm giác buốt hay cảm giác gì đó là chúng ta phải dừng lại hoặc là giảm bớt đi. Thì đấy chó giữ mình nào. Hít vào bước lùi chân trái về sau. Hai bàn chân tiếp tục sát gần nhau. Thở ra để cao mông. Để cao mông. Giữ chắc bàn tay đi. Giữ chắc bàn tay. Hít thở sâu. Hít thở sâu hơi. Nằm bước lên. Hít vào bước hai chân lên gần vào tay. Thở ra đã. Nào thở ra đã. Bây giờ chống các ngón tay xuống thảm, sát vào 2 mét thảm. Tiến về phía trước một gang tay. Chống ngón tay nhé. Lưu ý ai hay bị chóng mặt thì chúng ta nâng ít thời gian hơn hoặc là nâng dốc ngược xuống ít thôi nhé. Hít sâu một hơi, nâng chân trái lên. Thở ra đẩy cao. Tùy khả năng của bạn, bạn thể giữ nguyên hoặc tiếp tục gập người hướng về phía chân. Coi chừng bị đổ về phía trước nhá.
để cao chân nếu có thể. Hạ chân trái xuống, nâng người lên một chút, hít thở sâu hơi, hít thở sâu hơi. Nào đổi chân, hít vào, nâng chân phải lên để cao chân, thở ra giữ, hít thở sâu. Hít thở sâu hơi. Hạ chân xuống, nâng người lên một chút, hít thở sâu. Hít thở sâu hơi đi cho đỡ chóng mặt. Hơi hít sâu một hơi, hai tay chống lên lưng, gồng xiết cơ bụng đứng lên. Thở ra. Ta buông tay giữ tĩnh một chút cho đỡ chóng mặt ạ. Hít sâu hơi cho đỡ chóng mặt. Tập dần theo thời gian chúng ta dốc lên dốc xuống, ok đúng không? Bạn đầu tiên tôi tin chắc rằng những ngày đầu tiên ấy, tập những bài tập yoga cứ dốc lên dốc xuống là nhiều người sẽ bị choáng, không buồn nôn. Nhưng mà tập dần hệ thống huyết áp tim mạch cho mình mới tốt hơn chứ. Rồi, nào xin mời tất cả chúng ta đứng lên. Nên nhớ một loạt động tác liên quan cân bằng chân. Do vậy nếu cái thảm chúng ta nó nún quá thì đứng ra ngoài thảm cũng được nhá. Đứng ra sát ngoài thảm này cũng được này. Thì đấy đầu tiên cái cây. Nào chân trái làm trụ nào, chân trái em trụ. Qua chân phải lên, không dùng tay, bỏ tay ra. Được chưa? Không dùng tay này, tự co chân phải lên được bao nhiêu thì lên. Đẩy gối phải về sau. Hít vào tay ra ngang. Thật là giữ. Hoặc là tay vươn lên. Hít thở chậm. Hít thở chậm, thả lỏng vai ra, thả lỏng vai, thả lỏng cả trán, khuôn mặt của mình ấy, thả lỏng trán. Có cái cây nào lại nhăn nhó đâu mà cười tươi như cái cây này này, cây lá đỏ. Đẩy ngược lên, hít thở chậm, nào cố gắng, hít thở chậm, bình tĩnh, ai đổ rồi làm lại nhá. Đổ cứ bình tĩnh mà làm lại. Là cánh tay vươn lên đi, hay là ra ngang thì cố gắng vươn lên. Chuẩn bị này. Giữ nguyên nhá, động tác này dễ hơn này. Hít sâu một hơi, hít vào đi, hít vào. Nhắm mắt lại. Thở ra giữ nguyên. Vẫn chưa đổ. Hạ xuống. Hạ xuống. Đẩy người đổ luôn đúng không? Nhắm mắt phát đổ luôn. Thả lỏng chân. Các bạn hướng dẫn cho bạn cách để làm sao nhắm mắt mà không đổ nhé. Thì đây là liên quan đến trí tưởng tượng một chút. Ví dụ này. Bạn nhìn về phía trước. Bạn nhìn thẳng phía trước. Bạn nhìn vào một vật tĩnh. Bạn có nhớ lúc chúng ta làm mơ không? Thì chúng ta tưởng tượng ra cái bối cảnh trước mặt mình. Thế nhiệm vụ của bạn ấy là khi bạn nhìn cái thế giới, cái hướng ở trước mặt bạn, cái không gian trước mặt bạn ấy, bạn nạp nó vào trong đầu bạn á. Trong khi bạn nhắm mắt lại, bạn vẫn tưởng tượng bạn đang nhìn thẳng vào phía cái hướng mà bạn đang nhìn. Ví dụ bạn đang nhìn vào cái bar chẳng hạn ấy, thì bạn phải nhìn tưởng tượng là cái tivi trước mặt của mình này, cái điện thoại trước mặt mình này là vẫn đang đứng im trước mặt mình này. Thế thì cái con người của bạn nó không bị chuyển, nó không bị kiểu như là mất phương hướng, thì lúc đấy bạn nhắm mắt bạn vẫn giữ được. Tất nhiên là do luyện tập cơ khớp bạn tốt hơn thì bạn sẽ làm tốt hơn. Nhưng thử nhá. Tí đã, đổi chân đã. Chân phải làm trụ à. Nào, hít sâu một hơi, co chân trái lên, không dùng tay. Thở ra đứng vững đã, đẩy ngang gối trái sang bên, siết cơ đùi lại, siết cơ bụng lại. Hít vào tay ra ngang, thở ra giữ, tất nhiên không bắt buộc nhé. Mức cơ bản nhất là tay ra ngang, mức nâng cao hơn là tay vươn lên. Thả lỏng vai, thả lỏng cổ. Nhấn các ngón chân xuống thảm để giữ tĩnh. Nhìn vào một vật tĩnh. Hít thở chậm. Thả lỏng khuôn mặt. Thả lỏng vai. Và hít sâu một hơi.
Nhắm mắt lại. Hít thở chậm. Nhắm mắt lại, hít thở ra. Rồi, hạ tay, hạ chân. Thú vị không ạ? Thú vị. Ở đây cũng là một thử thách luôn cho các bạn ngày hôm nay ấy. Chúng ta thử quay một clip với tư thế cái cây vừa rồi. Bạn có thể ra ngang tay cũng được, nhưng mà bạn sẽ nhắm mắt lại, sau đó đăng vào trong nhóm của chúng ta để xem là bạn sẽ giữ được kỷ lục là bao nhiêu lâu nhé. Bạn có thể đặt chiếc điện thoại như thế này. Sau bạn ra ngang, hít thở chậm, thả lỏng khuôn mặt, sau đó nhắm mắt lại. Ra ngang tay thì nó dễ hơn. Thông thường thì trung bình, con số trung bình ấy, được gọi là cái khả năng tập trung của bạn gọi là tốt ấy, thì là 10 giây. Cái bạn chỉ cần gọi là đứng vững được 10 giây nhắm mắt động tác cái cây đã là tuyệt vời lắm rồi. Còn ai mà giữ được tận 30 giây thì nếu bạn giữ được 30 giây ấy, thì có lẽ là bạn đăng ký vào khóa đào tạo huấn luyện viên của tớ đi. Làm huấn luyện viên cùng nhau đi cho vui. Ok. Thôi chuyển sang động tác tiếp theo nhé. Tư thế gọi là tư thế vũ công. Chân trái chúng ta làm trụ à. Cách thực hiện trước, nhìn nhá, nhìn nhá. Cách 1 này, trụ chân trái, sau đó co chân phải lên. Chúng ta dùng tay phải của mình này, ngón tay hướng vào trong nhé, ngón tay hướng vào trong. Có rất nhiều cách, nhưng cách này cơ bản. Sau bạn kéo gót chân gần vào mông đã. Tiếp theo tay trái bạn vươn lên, chợ, đẩy ngược lên. Về tiếp theo này, sau đó bạn mới duỗi chân ra một cách từ từ. Khi duỗi chân bạn kết hợp với đẩy ngược về phía trước, đẩy ngược về trước. Và tùy độ dẻo mỗi người, chúng ta tiếp tục vươn. Và khi bạn muốn thử thách cân bằng của mình tốt hơn, bạn có thể tiếp tục là vươn ngả về phía trước, nhưng chậm nữa nhé. Và tùy độ dẻo của mỗi người, không bắt buộc. Nhưng nhớ là do chúng ta đang thực hiện trạng thái uốn cong, nên có thể là sẽ gây áp lực một chút vào lưng. Do vậy chúng ta cân nhắc về việc là có nên duỗi chân nhiều hay ít. Thì nếu thấy áp lực vào lưng của bạn nó nhiều quá, nó bẻ vào lưng nhiều quá, thì chúng ta hơi siết nhẹ cơ bụng và hoặc là duỗi ra từ từ nữa nhé. Nào chuẩn bị nào, chuẩn bị chân trái em trụ. Có thể viện tay vào tường được, không sao cả. Bắt đầu à. Chân phải co lên. Tay phải giữ ấy, cổ chân. Nào tay trái vươn lên đã. Tay trái vươn lên đã. Hít thở chậm đi, hít thở chậm. Bước tiếp theo, từ từ duỗi chân và đẩy ngực về trước. Đẩy ngực về trước, không bắt buộc đâu. Làm được bao nhiêu nào. Đổ làm lại. Các bước tiếp theo thì tiếp tục bạn sẽ duỗi chân ra và vươn tay về phía trước, lòng bàn tay ngửa lên cũng được, không bắt buộc nhá, không bắt buộc. Rồi hạ xuống, hạ xuống, hít thở sâu vài hơi đi, hít thở sâu vài hơi đi, hít thở sâu vài hơi. Để duỗi được chân ra một cách đầy đủ hơn thì là liên quan đến cơ đùi chúng ta nó dẻo, lưng chúng ta cũng dẻo. Đó là lý do tại sao từ nãy giờ Kim Ba phải tập bổ trợ các bạn ấy. Ngồi đầu bên nào, chân phải làm trụ. Tay trái giữ chân trái. Là chúng ta hướng đầu gối chân trái xuống thảm nhé. Tay phải vươn lên. Đẩy ngược lên. Hít thở chậm. Rồi tùy độ dẻo mỗi người, chúng ta duỗi chân ra và đẩy ngược về trước. Lưu ý là động tác này không bắt buộc phải vươn nhiều đâu. Mục đích của chúng ta là cân bằng thôi. Hơi hạ xuống, hạ xuống. Hít thở sâu vài hơi đã. Chú ý, nếu ai cảm thấy mỏi phần lưng thì chúng ta vươn dài lại cột sống này. Chúng ta chống tay xuống, vươn dài cột sống lưng. Chúng ta giữ một chút. Vì nó giống như cái cung ấy, thì khi chúng ta kéo căng sẽ gây cung thì các bạn thấy là lực nó bị dồn đúng không? Nó dồn rất nhiều vào các cái cột sống lưng của chúng ta. Đó là lý do bạn phải đẩy ngược về trước. Đấy, hoặc là bạn hơi siết nhẹ cơ bụng lại chút. Làm lại thêm một lần nữa nhé, cố gắng nhé. Mục đích chúng ta là cân bằng là chính thôi. Nào, chân trái làm trụ, chân trái làm trụ. Co chân bên phải lên. Kéo gót chân gần mông đã. Tay trái vươn lên, nhìn về trước. Hít thở sâu và chậm. Rồi tùy độ dẻo mỗi người, chúng ta duỗi chân ra một cách thật chậm từ từ. Đấy, giữ mũi chân cũng được. Tùy độ dẻo mỗi người nhá. Không bắt buộc. Nếu cần thiết bạn có thể chống tay vào chiếc ghế cũng được. Nhớ ấy, đừng để dồn quá nhiều vào lưng, không lại thành mỏi lưng. Ôi, hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Thả lỏng chân chút.
Đổi bên nào. Chân phải làm trụ. Hít thở sâu hơi đi. Hít thở sâu hơi đi. Tay trái giữ chân bên trái. Tay phải đưa về trước. Hít vào. Thật ra duỗi chân. Không bắt buộc đấy nha. Làm chậm đấy nha. Làm chậm thôi. Đẩy ngược lên, đẩy ngược lên. Thôi, hạ xuống. Thôi, hạ xuống, hạ xuống. Là chúng ta bước rộng hai chân ra. Bạn hít sâu một hơi đã, hít sâu một hơi, hai tay vươn. Thở ra vươn dài người về trước. Thả lỏng thắt lưng và dốc người xuống. Để giãn mềm lại phần lưng mà. Hít thở sâu. Hít thở sâu. Ôi, co chân chúng ta ngồi xuống nào. Ngồi xuống. Trở về với tư thế góc cố định. Hai tay đan giữ các bàn chân. Kéo gót chân gần vào háng. Là nghiêng nghiêng mông sang hai bên. Thẳng lưng. Hít vào đẩy ngực lên. Đẩy ngực lên, đẩy ngực lên. Thở ra vươn dài người về trước. Gập người xuống. Gập người xuống. Hít thở trầm. Mỗi lần thở vươn dài cột sống về phía trước. Và từ từ ngồi dậy. Từ từ ngồi dậy. Chúng ta rút thẳng hai chân. Rút thẳng mũi chân. Thẳng mũi chân. Chỉnh thắt lưng của mình thẳng lên. Thẳng lên. Thẳng lên. Là thẳng mũi chân. Chỉnh chỉnh mũi chân. Hít vào hai tay vươn. Đẩy ngược lên. Vươn dài, thẳng vươn dài. Cao lên thì nó giãn giống. Thở ra chạm tay cạnh hai bên chân. Nhắm mắt lại. Hít thở chậm lại. Nào hít thở chậm lại. Mỗi lần thở ra, chúng ta lân dài tay về phía trước. Mỗi lần thở ra, thả lỏng thắt lưng, thả lỏng vai. Nào thẳng mũi chân và thẳng gối. Điều hòa hơi thở chậm lại nhé. Hơi thở bạn càng chậm thì nó càng giãn mềm cơ thể tốt hơn. Mỗi lần thở chúng ta lân tay, lân tay. Và từ ngồi dậy. Là chúng ta co hai gối của mình lại. Cẳng chân và đùi tạo nhau góc vuông ở dưới gối. Tư thế vận mình. Chỉnh lưng thẳng. Chỉnh lưng thẳng. Thẳng là giãn cái cổ lấy ra này chứ không phải thẳng lưng ngay. Tay ngược lên. Gối chạm nhau. Hít vào tay sang ngang. Thở ra dùng khuỷu tay phải này, đẩy vào cạnh gối trái, đẩy ngược lên và xoay vặn nhìn về sau. Hai gối chạm vào nhau nhé. Đẩy ngược lên. Mỗi lần thở chúng ta xoay nhìn về sau một chút. Mỗi lần thở đẩy mạnh tay hơn, đẩy ngược lên. Hơi xoay người lại. Từ bên nào. Hít vào thẳng lưng. Thở ra xoay vặn sang bên phải. Nhìn về sau. Nhìn ở vai. Hít thở chậm.
Rồi xoay người lại. Nào, cuộn tròn người, chúng ta lăn lưng. Cuộn tròn người lăn lưng. Ôi, nằm xuống. Có hai chân với tư thế cái cầu, gót chân gần mông, tay chạm gót chân. Tư thế cái cầu hoặc tư thế bánh xe nhé. Ai làm được bánh xe cứ thực hiện tư thế bánh xe. Hít sâu một hơi, đẩy nâng cao mông lên, thật là giữ. Hai tay của bạn có thể đỡ dưới mông, ép gối vào trong một chút nếu không đau gối, hoặc nâng cao hơn, tay thì đan dưới lưng, hoặc nâng cao hơn nữa, chúng ta chuyển sang tư thế bánh xe. Hãy chọn theo mức của mình. Hạ xuống. Hai tay đan ôm lấy gối. Hai tay đan ôm lấy gối. Hít thở chậm lại. Hít thở chậm lại. Thả lỏng vai. Thả lỏng thắt lưng. Thả lỏng bàn chân. Hít thở chậm. Hít thở chậm. Làm hơi tay giữ một cành chân. Hít sâu một hơi. Thả lỏng khớp háng để hai chân rơi đổ sang hai bên. Thả lỏng vai. Thì độ dẻo mỗi người nhé. Có người sẽ duỗi thẳng chân. Có người sẽ co chân. Tùy thuộc vào biên độ dẻo của bạn. Và thả lỏng vai ra. Cứ rơi tự do sang hai bên thôi. Còn chân bạn dang rộng được bao nhiêu thì tùy. Rồi co hai chân này. Hai chân dang rộng, tay dang ngang. Thả lỏng bàn chân để cho mắt cá chân chạm xuống thảm. Thả lỏng ngón tay cho các ngón tay co lại. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Hít thở chậm lại. Thả lỏng người ra. Hít vào sâu hơi. Thở ra thật chậm. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào sâu hơi. Thở ra thật chậm. Hít vào. Tập trung suy nghĩ vào bàn chân. Thở ra. Thả lỏng toàn bộ bàn chân, cổ chân. Hít vào. Tập trung suy nghĩ vào đầu khớp gối. Thở ra. Thả lỏng toàn bộ khớp gối. Hít vào, tập trung vào khớp vai. Thở ra, thả lỏng toàn bộ khớp vai. Hít vào, tập trung vào bàn tay. Thở ra, thả lỏng toàn bộ các ngón tay, bàn tay. Hít vào, tập trung vào vùng cổ.
thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ trên vùng cổ. Hít vào, tập trung vào vùng trán. Thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ trên vùng trán. Hít vào, tập trung vào khuôn mặt của bạn. Thở ra, thả lỏng toàn bộ các cơ trên khuôn mặt. Hít vào sâu hơi. Thở ra thật chậm. Hít vào. Thở ra thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào. Thở ra. Hít vào sâu hơi. Thở ra, từ từ cử động bàn tay, cổ chân. Chúng ta mở mắt ra và thu hai chân lại. Hồi xíu thì tớ ngủ quên mất. Hít vào hai tay đan trước mặt. Thở ra để căng tay về sau, kéo giãn cột sống lưng. Từ từ buông lòng. Rồi co gối chân trái. Nằm nghiêng sang bên phải. Và từ từ ngồi dậy. Và vừa rồi đã kết thúc thử thách trong bài tập ngày hôm nay. Tôi tin chắc rằng với trải nghiệm với tư thế cân bằng, tư thế cái cây mà lại còn nhắm mắt, cũng như tư thế vũ công sẽ mang lại cho mọi người cái trải nghiệm trong quá trình tập luyện. Thông qua đấy nó thử thách những cái ý chí của mình và kiểm tra xem sức khỏe của bạn nó đang ở trạng thái nào. Vậy bài tập trong ngày hôm nay có hai lựa chọn cho bạn. Một là chụp ảnh xem là vũ công của ai đẹp nhất, đăng nó trong nhóm cộng đồng 90 ngày chúng ta. Hai là nếu bạn thể quay lại video để xem ai có thể nhắm mắt được lâu nhất trong tư thế cái cây thì cũng thể đăng lên để chúng ta có thể là ghi lại những cái nghị lực phấn đấu của mình để thổi động lực cho những người bạn trong cộng đồng đang tham gia nhóm tập luyện hàng ngày. Và đừng quên chia sẻ lại cảm nhận cho bạn trong ngày hôm nay. Quên mất con cái nữa là lưu ý là cái tư thế chiến binh, tư thế vũ công là cái tư thế động tác đấy, thì nếu mà ai bị mỏi lưng thì chúng ta thực hiện nhiều hơn cái động tác giãn trả lại phần lưng nhé, để cuối giờ để bạn sẽ không bị đau lưng. Tại vì nó cũng là động tác khá là khó đấy, đặc biệt với những ai còn gặp vấn đề về lưng nữa thì chúng ta nhớ là có động tác là vươn dài giữ lâu hơn để chúng ta giãn trả lại cái lưng nó thoải mái hơn nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video bài tập tiếp theo. Xin chào.